Rồi Tăng Thượng Hải Air Conditioning xin chào tất cả anh chị em mình nhé. Thì đây là cái mẫu tóc Tăng đang nâng nền và nhuộm màu nâu đỏ. Thì tóc trước đó là có nhuộm đỏ rồi. Thì kỹ thuật nhuộm thì mình phải nâng lên. Thì nâng lên các bạn xem đây kết quả nha. Cái kết quả sau khi nâng thì mình không có cho thuốc dính da đầu. Tầm khoảng 60 phút thì nó được cái nền như thế này. Tầm khoảng level 7, level 8. Cái ngọn nó hơi cam cam đỏ đỏ các bạn. Thì bây giờ mình pha công thức mình nhuộm đỏ thôi. Thì cái màu đỏ thì các bạn này chọn là màu đỏ tươi, giống như màu của tóc tiên các bạn. Đấy, nhìn em gái rất là dễ thương nha, khách quen của mình. Và đây là công thức mình pha vô mình nhuộm. Thì mình pha là 766 cộng với đỏ. Mình cho thêm thằng 7.5 5g. Đấy, thế là mình trôi C3 mình nhuộm thôi. Thì mình bôi vô thuốc để tầm khoảng 35 phút là mình xả nha các bạn. Còn cái kỹ thuật nhuộm thì mình cố gắng hạn chế vô da đầu khách hàng. Mình dẫn vô các bạn, nhưng mà vô ít thôi, mình lem thôi. Không có cho ra mình cốn thuốc nhiều vô cái da đầu khách hàng thì nó không có tốt nha các bạn. Đấy các bạn thấy không? Vì cái thuốc nhuộm mà nó dính vô da đầu khách hàng thì mình cố gắng mình làm sao hạn chế nhất có thể. Chứ mình đừng có phọt đó, phọt nhiều quá vô cái da đầu nó không có tốt. Đấy, nhuộm nó không có dính da đầu các bạn thấy không? Đấy, chải rất là kỹ. Đấy, và cái thời gian mình cứ chia ra 4 góc mình nhuộm. Đấy, các bạn thấy ha, nhuộm từ từ thôi, không cần gấp đâu. Nhuộm từng tép tóc một. Đấy, đây là nhuộm xong cái đầu rồi đó, các bạn thấy không? Đấy, rồi để cho nó thấm thuốc tầm khoảng 30 phút, 35 phút là mình xả nha các bạn. Đấy, và đây là cái kết quả sau khi nhuộm xong nè. Đấy, anh chị em thấy cái màu tóc này đẹp á thì inbox cho salon nha. Và màu này đang rất là trend, rất là hot cho bạn tóc tiên đang để, ca sĩ tóc tiên á đang để. Thì những bạn nào fan của tóc tiên thì sẽ cập nhật những cái màu tóc như thế này. Rồi, Tăng cảm ơn các bạn đã xem video clip nha. Rồi, màu này nhộm đi ăn Noel là tuyệt vời luôn. Đấy, gắn cho hai cái sừng Mary chích mết luôn. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các anh chị em mình những cái mẫu tóc và clip sau nha. Đấy, khách hàng này thì phong thủy là thích màu đỏ lắm nha các bạn. Đấy, anh chị em nào mà phong thủy thích màu đỏ thì inbox cho Tăng Thượng Hải. Nhộm cái đầu này thì Tăng lấy 1.6 triệu nâng nền nhuộm luôn. Đấy, rồi bye bye cả nhà nha.